cần phải chế tạo một chiếc lốt thật tốt. Chúng ta phải làm một chiếc lốt từ thép có kết cấu đặc biệt bằng một công nghệ tiên tiến nhất. Đây sẽ là một dòng lốt thực sự phù hợp. Sản phẩm lốt ô tô toàn thép này chắc chắn sẽ mang đến cho bạn nhiều thuận lợi, an toàn và hiệu quả, vì nó là kết tinh của trí tuệ và tâm huyết. Lốt ô tô toàn thép Kasumina Radiant, khởi đầu chuyển động.